Vì sao Cộng sản sợ hãi người dân? Người viết Trần Bang. Tôi gặp Đinh Quang Tuyến lần đầu vào sáng ngày 18 tháng 5, 2014, khi người dân Sài Gòn đổ về khu vực công viên 30 tháng 4 quận 1 Sài Gòn để chuẩn bị cho cuộc biểu tình chống Trung Cộng đưa giàn khoan 981 vào khoan trên Biển Đông thuộc vùng biển chủ quyền tài phán của Việt Nam. Khi đó, bị an ninh theo dõi, soi mói, o ép. An ninh chĩa ống kính camera iPhone vào mặt để quay phim, chụp hình, đe dọa những người ở đó. Nhiều người đã bỏ về vì nghĩ cuộc biểu tình sẽ không xảy ra được. Nhưng Tuyến là một trong những người kiên cường ở lại và đã tham gia trọn vẹn cuộc biểu tình ngày 18 tháng 5, 2014, đầy kịch tính do chính quyền dùng bạo lực khống chế, đánh đập và giải tán biểu tình. Lần hai gặp Tuyến, khi Tuyến sáng tạo ra gánh nước nhà không bán, phục vụ nước miễn phí cho anh em trẻ nô dư Sài Gòn. Lực lượng dân quyền nhặt rác ở công viên Lê Văn Tám, công viên Tao Đàn, học sinh đi thi, vân vân. Lần ba cũng là lần gặp rất đặc biệt, bởi được trực tiếp chứng kiến Tuyến một mình cầm khẩu hiệu và hô chần chừ kiện Trung Quốc là có tội với dân tộc trước rất đông người dân Sài Gòn đang vui chơi và đoàn du khách du lịch quốc tế đi ngang từ bưu điện trung tâm Sài Gòn sang nhà thờ Dương Cung Thánh Đường, còn gọi là nhà thờ Đức Bà, lúc hơn 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 22 tháng 6 năm 2014. Dù Tuyến chỉ hô được có 3 câu đá đảo Trung Quốc xâm lược Biển Đông của Việt Nam, thì Tuyến đã bị 4 an ninh thường phục gần đó chạy đến dây ép lại, kẹp cổ, bắt Tuyến lên xe máy mang đi theo đường Đồng Khởi với sự hỗ trợ của 3 xe cảnh sát hú còi và khoảng 40 người của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, an ninh, thanh niên xung phong, vân vân. Thú thực, tôi như nghẹt thở để giữ 3 kiểu hình chụp được khi Tuyến dương khẩu hiệu, và tôi hoàn toàn bất ngờ vì nội dung khẩu hiệu của Tuyến. Có lẽ vì lòng yêu nước của Tuyến quá mạnh, nó như rực cháy, như bung ra, như muốn thét lên với thế giới rằng Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, và nóng lòng muốn cảnh cáo nhà cầm quyền Việt Nam nhu nhược không có biện pháp kiên quyết thích đáng kịp thời để đòi lại chủ quyền biển đảo và để đuổi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Sau này theo dõi Tuyến Xích Lô trên Facebook và truyền thông, biết được Tuyến rất sáng tạo nhiều phương thức mới mẻ để thức tỉnh đồng bào về nhân quyền, dân chủ, về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tuyến cũng tích cực tham gia các phong trào dân chủ, nhân quyền khác, như là đi đòi tự do cho Bùi Hằng, cổ vũ cho đội bóng nô dư Sài Gòn. Tuyến đã được công an mời làm việc nhiều lần, nhiều dịp nhà của Tuyến bị canh cửa, nhiều lần bị công an đe dọa, nếu tao có súng ở đây tao bắn chết mày rồi. Nhưng tinh thần yêu nước, cuộc dấn thân vì dân chủ nhân quyền của Tuyến không giảm. Hôm 19 tháng 5 2015, biết tin qua mạng, vội chạy đến nhà Tuyến, vì nhà xa và phải đi để chở thêm bạn cùng đi, cho nên hơn một tiếng sau tôi mới đến nơi. Thấy Tuyến máu me đầy mặt, lao rồi lại chảy ra, thì tôi vô cùng căm giận tên côn đồ mật vụ không nhân tính đã đánh Tuyến dã man, làm Tuyến bị gãy xương sống mũi. Tuyến kể lại, vào 6 giờ sáng của ngày 19 tháng 5 2015, Tuyến đi xe đạp như thường lệ. Khi đi qua một quán nước, thấy một công an khu vực nhìn thấy Tuyến thì cầm điện thoại gọi ai đó, linh tính báo cho có chuyện không lành. Tuyến chỉ đi thêm một đoạn ngắn rồi quay về. Đang quay xe thì có 2 thanh niên bịt khẩu trang đi trên xe máy ghé sát nói: "Quay về không đi nữa à?" và đấm rất mạnh vào mặt Tuyến, máu phục ra chảy xuống ướt áo. Người viết đến thăm Tuyến. Khi gặp chị hàng xóm đối diện nhà Tuyến, chị nói: "Sáng nay em thấy anh Tuyến đi đạp xe về, máu me đầy mặt, chảy ướt áo. Em sợ quá, không biết chuyện gì xảy ra." Một người hoạt động dân chủ nhân quyền năng nổ, có nhiều sáng tạo như Đinh Quang Tuyến, đã như cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Họ chỉ muốn dân ngu để trị. Họ cố duy trì độc tài đảng trị để thu giữ lợi ích của quốc gia
phục vụ cho thiểu số đảng cầm quyền và thân hữu. Họ rất sợ nhân quyền dân chủ, nhưng lố bịch và trơ trẽn là họ lại lừa nhân dân bằng khẩu hiệu của dân, do dân, vì dân, dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo. Nhà cầm quyền Việt Nam luôn tự hào là có lực lượng công an nhân dân tài giỏi, được quân chương Hồ Chí Minh, mà không tìm ra thủ phạm ở rất nhiều những vụ án đánh đập dã man những người hoạt động dân chủ sao? Điều đó chỉ chứng tỏ là họ đã đứng sau những cái vụ bạo lực đê hèn đánh Thúy Nga, Lại Tiến Sơn, Hà Thanh, Gió Lang Thang, Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội, đánh Nguyễn Hoàng Duy, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển ở phía Nam, đánh đổ máu đầm đìa và gãy xương chín mũi của Quang Tuyến hôm 19 tháng 5 ở Sài Gòn. Ai cũng hiểu, mục đích của họ không phải là chỉ đe dọa những người bị đánh, mà còn nhằm đe dọa, làm nhục chí những người hoạt động nhân quyền, dân chủ đang ngày càng gia tăng của Việt Nam hiện nay. Hình ảnh của Quang Tuyến bị côn đồ đánh máu me đầy mặt, máu ướt áo này, như tô thêm câu nói của ông Tổng Bí Thư, như giúp cho ngành công an xứng đáng là công dân Hồ Chí Minh. Nhưng họ có đủ thiện tâm tối thiểu để hiểu rằng công dân Hồ Chí Minh như vậy sẽ là những công dân bất nhân, công dân hiểm ác, công dân độc địa và là công dân bị quả báo rất gần. Những công dân Hồ Chí Minh như vậy rồi sẽ nhanh chóng bị đào thải cùng với thói sùng bái cá nhân thái quá, cùng số phận bức tường Berlin, cùng số phận của hàng nghìn bức tường lãnh tụ cộng sản bị đập bỏ ở Đông Âu và Liên Xô từ 25 năm nay. Nhưng nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam đã làm. Bạo lực không những không làm cho các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền lùi bước, ngược lại, nó càng làm cho mọi người hiểu rõ và khẳng định bản chất thật của Cộng sản. Chỉ là bạo lực, tuyên truyền và dối trá. Và chính nó sẽ thúc đẩy nhiều người hơn tham gia vào lực lượng dân chủ để nhanh chóng kết liễu chế độ độc tài, toàn trị. Đó là Cộng sản vô thần đang tác quái trên đất nước Việt Nam nhằm cứu dân tộc Việt Nam thân yêu của chính họ và cho tương lai của con cháu họ. Sự xuất hiện hàng loạt avatar có hình Chí Tuyến và Quang Tuyến trên Facebook, những cuộc biểu tình mang hình ảnh Chí Tuyến ở Hà Nội và ngay sau khi Chí Tuyến bị hành hung dã man, những cuộc viếng thăm động viên giúp đỡ đồng cảm của đông đảo người dân Việt Nam trong và ngoài nước với Chí Tuyến Hà Nội, với Quang Tuyến Sài Gòn đã chứng minh điều đó. Cộng sản đang quá sợ hãi người dân. Người viết Trần Bang.